Bạn đang đi tìm một chiếc nón phù hợp với tổng thể hình dáng khuôn mặt và phong cách mà bạn đang theo đuổi. Một chiếc nón thật sự phù hợp với tiết trời oi ả của mùa hè. Hãy cùng mình tìm hiểu sản phẩm và các gợi ý sau đây của nón sơn nhé. Không gì phù hợp hơn dòng nón vành chất liệu vải cốt tông thấm hút mồ hôi tốt, hay sợi polyester phối sợi cốt tông rất thích hợp luôn cho cả việc đi biển của bạn đấy. Đặc biệt hơn, chiếc nón có sức lan tỏa ấn tượng, đặc sắc nhất chính là chiếc nón có phần vành mềm và siêu rộng này. Là phụ kiện đi biển khiến nhiều fashionista mê mẩn, tạo nên những shot hình thần diệu. Nói đến màu sắc của những sản phẩm này thì nhà thiết kế nón sơn luôn tung ra nhiều màu sắc, ấn tượng cho đến nhẹ nhàng, thanh lịch cho dịp hè này. Vì thế, bạn chỉ cần chọn cho mình một màu sắc ưng ý và cho ngay em ấy vào tủ đồ của mình. Với những bạn yêu thích sự cá tính, trẻ trung, năng động hơn thì hãy lựa chọn cho mình những chiếc mũ nón kết chất liệu vải cốt tông, lưới polyester và chất dù truyền thống như thế này. Vì hầu hết những sản phẩm mũ nón nữ trai đều khiến bạn trông nổi bật cũng như phù hợp với nhiều tiết trời khác nhau. Hãy đến ngay các cửa hàng nón sơn trên toàn quốc để chọn cho mình một chiếc nón ưng ý nhất. Hoặc các bạn có thể đặt mua hàng online qua website nonson.vn và tại trang fanpage Nón Sơn Fashion. Hoặc liên hệ vào số tổng đài mua hàng 1800 7179. Nón Sơn sẽ miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân chào và hẹn gặp lại.